y no hubiera sangre. So, la verdad, la de piso, la verdad, la Finish. Đại sĩ đợi đồng bào làm cùng với. Rồi chưa? Cái câu thứ là chị nói là có hỏi là các bạn làm gì? Cái câu thứ đúng là bọn là giáo viên phải không? Ừ, bọn là giáo viên. Phải, hả chị hỏi phải không mày? Đây. Không phải câu hỏi. Rồi, thế bây giờ câu đầu tiên là gì cả lớp? Câu đầu tiên anh đọc là gì nè? Anh ấy là học sinh. Rồi, bây giờ anh ấy là học sinh đúng không? Anh ấy là gì nè? Thì. Rồi, thì. Thì là anh ấy nè. No.
cô ấy như thế nào? How is she? How is her? How is her? Không, her đó là trả từ, chứ là một câu dùng ngữ nha. Câu mơ à, thôi gì đi. Họ thì 15 tuổi rồi, họ gì cơ? There. There là mình there. They. They. They is they here, they are. They are. Bao nhiêu tuổi nghe? 25. 20 là gì? 20 là 20 nha. Rồi, 25 tuổi nữa là 20. 25. Là 25. Được chưa? Rồi, tuổi là years. Rồi là họ thì 25 tuổi. Hai kia đi xe sao? Cái lưới cuốn giúp dữ vậy. Sao không cần biết chuyện rồi đó. Chưa biết sao à? À, biết rồi, họ chết rồi. Từ hôm nay qua kia. Halila là chưa biết. Halila là rõ là biết lao và chưa tiếng Anh rồi. Không nhớ gì thế. Rồi, về học cấp 3 bây giờ đúng không? Ok. Rồi, tiếp nha. Cái này là gì hả? Nó thì đẹp. Nó là gì cơ đó đẹp? It's nice. It's nó thì cái gì? Rồi, đẹp thì có thể loại đẹp. Tai cũng đẹp. Mà tai cũng đẹp. Không biết gì đó, chọn một cái. Điều là đẹp hết. Number 5. Chúng tôi thì 20 tuổi thì giống y cái loại này. Mà thay vì họ và đỡ thành chúng tôi là gì? We. We. Rồi chúng tôi thì là we gì? We are. 20 bắt cái này hỏi xuống thôi. 20 tuổi là cục này. Bắt bỏ xuống này đúng không? We are 20 years old. Rồi câu 6. Câu 6 là gì nè? Bạn là giáo viên hả? Bạn là gì hả? You thì gì vậy? You are a teacher. Bạn là một giáo viên. Rồi, tham gia. Rồi, đây là các bạn nhé. Number 1. He is a student. He.